Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Công tác phát triển đảng viên mới của Lào Cai đạt kết quả tích cực. Thành công từ mô hình hợp tác xã chăn nuôi thủy sản và có đóng góp tích cực ở địa phương, anh Nguyễn Văn Hợp là nông dân duy nhất tại Lào Cai vinh dự được nhận giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Thể thao học đường góp phần tạo môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh. Kể lại những câu chuyện về kho tàng, di sản văn hóa quý giá của Việt Nam bằng âm nhạc. Tin quốc tế, Iraq cắt giảm xuất khẩu dầu thô. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo triển khai và đạt kết quả tích cực. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến giữa tháng 10 năm 2024, toàn tỉnh đã kết nạp mới 1.738 trên 2.022 đảng viên, đạt gần 86% kế hoạch. Trong đó có 59 đảng viên thuộc các đơn vị kinh tế tư nhân, 22 đảng viên là sinh viên, 41 đảng viên là học sinh. Tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, việc đôn đốc theo dõi tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên ở vùng đặc thù, đơn vị kinh tế tư nhân được quan tâm. Cùng với phát triển đảng viên mới, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, thành lập chi bộ, chi ủy cơ sở cũng được chỉ đạo sát sao. Đặc biệt, ban tổ chức đã sớm tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện chủ trương thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Trong quý 1 năm 2024, 152 trên 152 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự sớm hơn so với chỉ đạo của Trung ương. Ngày 3 tháng 11, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương Việt Seri và Chương trình Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức trao hỗ trợ cây dâu giống cho nhân dân vùng thiên tai huyện Bảo Yên để phục hồi sản xuất sau bão số 3. Tại chương trình, các đơn vị đã hỗ trợ 300.000 cây dâu giống, giống dâu lai F1 GQ2, tương đương với diện tích 10 hectare dâu cho người dân hai xã Kim Sơn và Cam Cọn. Đây là giống dâu do Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương chọn tạo và đã được công bố lưu hành. Đây là giống dễ trồng, tỷ lệ giống đạt cao, phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng ở nhiều tỉnh phía Bắc. Sản lượng lá cũng cao hơn các giống dâu khác. Ngoài hỗ trợ cây giống, các cán bộ kỹ thuật của Trung ương cũng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc dâu cho các hộ dân tiếp nhận cây giống. Trước đây, Bảo Yên có 35 hecta trồng dâu. Sau hoàn lưu cơn bão số 3, có hơn 20 hecta đã bị thiệt hại. Trong đó, nhiều diện tích bị ngập sâu trong bùn đất, không thể khắc phục. Việc hỗ trợ cây giống giúp người dân nhanh chóng khôi phục vùng sản xuất, ổn định và mở rộng vùng trồng dâu nuôi tằm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ban chỉ đạo huyện Bát Sát vừa tổ chức hội nghị đánh giá bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn. Theo kế hoạch, đến năm 2025, huyện Bát Sát sẽ thực hiện hỗ trợ 1.855 nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đến nay, huyện đã triển khai xây mới 261 nhà và sửa chữa được 456 nhà. Về hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên 70% sau bão số 3, trên địa bàn huyện có 125 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới nhà ở. Đến nay, các địa phương đã tìm được đất di chuyển cho 104 hộ và tổ chức khởi công 64 nhà, trong đó có 4 nhà đã hoàn thành. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, trong quá trình triển khai, các địa phương gặp phải một số khó khăn vướng mắc do kinh phí hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và ngân sách địa phương còn thấp. Các hộ dân thuộc đối tượng được hỗ trợ đa số là hộ nghèo, không có kinh phí đối ứng để xây mới, sửa chữa nhà ở. Một số hộ còn dư nợ tại ngân hàng chính sách, không thể vay thêm vốn. Thời gian tới, huyện Bát Sát tập trung quy hoạch quỹ đất tái định cư, đất xen ghép, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn.
Với quyết tâm phải làm giàu từ nghề chăn nuôi thủy sản, anh Nguyễn Văn Hợp đã thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh thủy sản Phong Hải. Hoạt động hiệu quả của hợp tác xã đã hỗ trợ về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm cho hàng trăm hộ dân địa phương. Năm 2024, anh Nguyễn Văn Hợp là nông dân duy nhất tại Lào Cai vinh dự được nhận giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc. Danh hiệu này đã tiếp thêm động lực để cá nhân anh Hợp cùng các thành viên của hợp tác xã tiếp tục nỗ lực vươn lên trong sản xuất kinh doanh. Với 2 hecta nuôi cá chép lai, cá chấm, cá rô phi thương phẩm, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Văn Lượng thu về khoảng 2 tỷ đồng. Giá trị kinh tế từ nuôi trồng thủy sản tăng gấp nhiều lần từ khi ông Lượng tham gia hợp tác xã thủy sản Phong Hải, được các thành viên hợp tác xã hỗ trợ về kỹ thuật, thức ăn chăn nuôi và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Trước kia mà chưa xây dựng hợp tác xã thì chăn nuôi chúng tôi cái đầu ra thì nó khó khăn hơn khi hợp tác xã hình thành. Bởi hợp tác xã hình thành thì là về cái mối xuất ra sẽ dễ dàng hơn và nhanh gọn hơn. Từ 2 hecta chăn nuôi thủy sản ban đầu, đến năm 2018, anh Nguyễn Văn Hợp thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh thủy sản Phong Hải. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã đã có 15 thành viên. Quy mô sản xuất của hợp tác xã được mở rộng lên 25 hecta, nguồn thu mỗi năm khoảng 8 tỷ đồng. Tham gia hợp tác xã, bà con được anh Hợp hỗ trợ về con giống, vật tư và bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm. Cái thời gian tới này trong hợp tác xã cũng đang có những cái định hướng phát triển về những cái chiều sâu hơn. Thứ nhất là về những cái sản phẩm, ví dụ như con cá thương phẩm, bây giờ mình sẽ nâng tầm hiệu suất và giá trị của sản phẩm lên cao hơn. Thứ nhất là nuôi con cá lăng đuôi đỏ hoặc là lăng chấm. Thứ hai nữa là chuyển đổi mấy cái khu vực có hệ thống tốt lên chuyển đổi thành nuôi cá chép giòn. Đáp ứng nhu cầu thị trường, anh Hợp bắt đầu nuôi thử nghiệm cá chép lai giòn. Đây là mô hình mới và đang có nhiều khách hàng ưa chuộng. Thị trường tiêu thụ hiện nay chủ yếu được xuất bán tại các tỉnh miền Bắc. Bên cạnh đó, anh Hợp còn giúp đỡ 100 hộ dân trong và ngoài vùng phát triển chăn nuôi thủy sản, trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật nuôi cá công nghiệp, bán công nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Trong quá trình thành lập hợp tác xã, thì đối với cá nhân anh Hợp, thì anh rất là chú trọng đến cái khâu là con giống và những cái thức ăn. Và anh đã hỗ trợ cho một số bà con là về con giống cũng như thức ăn và cũng như kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là đối với một số cái loại thuốc chữa bệnh cho con cá thì anh đã là người học hỏi tìm hiểu và anh đã hướng dẫn cho bà con để đạt được cái hiệu quả cao nhất trong quá trình chăn nuôi. Năm 2024, anh Nguyễn Văn Hợp là nông dân Lào Cai duy nhất vinh dự được nhận giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng. Phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng những thành quả cùng nỗ lực bền bỉ của cá nhân anh Hợp và các thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh thủy sản Phong Hải. Tiếp thêm động lực để anh tiếp tục nỗ lực hơn trong sản xuất, hỗ trợ được thêm nhiều gia đình làm giàu từ chăn nuôi thủy sản. Hơn 30 tỷ đồng là tổng nguồn lực nhân dân các địa phương trong tỉnh đóng góp ủng hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao từ đầu năm tới nay. Cụ thể, nhân dân đã ủng hộ hơn 20 tỷ đồng tiền mặt, hơn 151.680 công lao động, hiến hơn 103.000 m2 đất và nhiều hiện vật khác, quy ra tiền tổng trị giá hơn 30 tỷ 840 triệu đồng. Nguồn lực này đã giúp các địa phương thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới như thực hiện làm mới, bê tông xi măng, giải cấp phối được hơn 540 km đường giao thông nông thôn, làm được 37 km đường hoa, 27 km đường điện, xóa hơn 2.000 nhà tạm. Đến nay, toàn tỉnh có 63 xã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 204 thôn kiểu mẫu, 252 thôn nông thôn mới. Phòng Cảnh sát, Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai Vietcombank Lào Cai và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Lào Cai BIDV Lào Cai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với tình huống giả định, vào đầu giờ chiều tại khu vực bên trong hầm chứa xe mô tô tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai xảy ra cháy, kèm theo khói đen khí độc. Còn tại Ngân hàng BIDV Lào Cai là sự cố chập điện tại tầng trệt, phát sinh cháy kèm theo nhiều khói. Ngay khi phát hiện cháy, các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương sử dụng thiết bị chữa cháy sẵn có để chữa cháy, đồng thời gọi điện đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhờ hỗ trợ.
Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng, phương tiện đến cứu trợ. Sau khoảng 15 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được dập tắt. Qua diễn tập đã giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và tại chỗ rèn luyện kỹ năng xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống cháy nổ phát sinh. Thời gian qua, với sự quan tâm, đầu tư và phối hợp chặt chẽ giữa ngành thể thao và ngành giáo dục, phong trào thể dục thể thao học đường trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần phát triển toàn diện về trí tuệ, thể lực, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong học đường. Khu thể thao trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Lào Cai. Trong năm học, nhà trường triển khai các câu lạc bộ thể thao tự chọn, lồng ghép các nội dung thi đấu, qua đó phát triển phong trào thể thao trong toàn trường. Gần nhất, tại giải Futsal tranh cúp tiểu học Bắc Lệnh mở rộng lần thứ 3 năm 2024, trường đã xuất sắc giành chức vô địch ở cả hai nội dung nam nữ. Tham gia hoạt động thể thao thì con thấy rất là vui, mang lại sức khỏe tinh thần cho con. Các thầy cô luôn hướng dẫn tận tình cho con này, để con trau dồi niềm đam mê này của mình. Ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng như là các thầy cô trong bộ môn giáo dục thể chất đã có kế hoạch rất rõ ràng. Thường xuyên các em trong câu lạc bộ được giao lưu, cọ sát với các câu lạc bộ trong tỉnh Lào Cai. Nhà trường thì tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng. Các thầy cô thì là học hỏi chuyên môn, có những bài tập mới và những bài tập phù hợp với khả năng của từng vận động viên, từng bộ môn thể thao trong nhà trường. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Bát Sát, cuối mỗi buổi chiều lại rộn ràng không khí tập luyện thể thao. Với 100% học sinh dân tộc, cùng với phát triển các môn thể thao hiện đại, nhà trường đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các môn thể thao dân tộc. Khi tham gia vào câu lạc bộ đẩy gậy của nhà trường thì chúng em đã được giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc và rèn luyện tinh thần thể thao và cái sức khỏe về thể chất tốt hơn, giúp chúng em học tập có thể hiệu quả hơn. Để duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giáo dục thể chất, đa dạng các hoạt động, tổ nhóm, câu lạc bộ thể thao trường học, hàng năm ngành giáo dục và đào tạo còn phối hợp với ngành thể thao, tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao, tạo cho học sinh niềm yêu thích và hình thành thói quen tự giác tập luyện thể thao mỗi ngày. Phong trào thể thao của các nhà trường trong thời gian vừa qua được quan tâm và có sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Và qua các hoạt động phong trào phát triển đó thì trung tâm chúng tôi cũng sẽ phát hiện được những tài năng thể thao để bổ sung nguồn vận động viên cho tỉnh để đào tạo và nâng cao và phát triển tham gia các giải thể thao thành tích cao. Thể thao học đường Lào Cai từng bước nâng cao thành tích trong các giải thể thao toàn quốc. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng để ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà chú trọng hơn nữa trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác thể dục thể thao đạt hiệu quả cao, góp phần tạo môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục chương trình, Phú Quốc quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường lấy lại cảnh quan. Thái Lan yêu cầu Israel đảm bảo an toàn cho người lao động. Từ ngày 1 đến 30 tháng 11, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Đại Đoàn kết các dân tộc, Di sản Văn hóa Việt Nam với chủ đề Về miền di sản tinh hoa và bản sắc. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là các hoạt động văn hóa đặc trưng của các nhóm đồng bào với các màn diễn sướng, dân ca, dân vũ như hát then, đàn tính của người Tày, múa khèn của người Mông và trình diễn chiêng mường. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động thu hút sự tương tác của du khách như ném pao, đi cà kheo, bập bênh. Đồng bào các cộng đồng dân tộc cũng phục vụ du khách các món ăn đặc sắc của dân tộc mình, cùng các hoạt động khác như dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam. Qua chương trình nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện truyền thống gắn bó, sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng. Nhiều chiến dịch ra quân tháo dỡ các công trình công cộng làm mất mỹ quan đô thị đang được thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang quyết liệt triển khai nhằm lấy lại cảnh quan cho đảo Ngọc. Để làm đẹp cảnh quan đô thị, rất cần nâng cao nhận thức của người dân, không chỉ là người bản địa mà cả du khách trong và ngoài nước, cùng chung tay hợp sức với chính quyền và cả hệ thống chính trị.
chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều đề án xây dựng khu vực cộng đồng, gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho du khách người dân. Việc đẩy mạnh chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, đồng thời thu hút đầu tư không gian công cộng, tiện ích dân sinh là những bước quan trọng để Phú Quốc nâng tầm điểm đến, khẳng định thương hiệu của một hòn đảo sinh thái, thành phố đảo du lịch xanh, sạch, đẹp. Việt Nam có kho tàng di sản văn hóa quý giá, chứa đựng những câu chuyện giá trị và bản sắc dân tộc. Việc kể lại những câu chuyện này bằng âm nhạc đang được các ban nhạc, trong đó có ban nhạc Ngũ Cung, nỗ lực thực hiện, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa. Di sản là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết hợp chất liệu di sản văn hóa vào thể loại nhạc rock. Ngũ Cung là một trong những nhóm nhạc đầu tiên tại Việt Nam dám thử nghiệm và đổi mới âm nhạc, biến những giá trị văn hóa truyền thống thành những giai điệu hiện đại cuốn hút. Ban nhạc đã đi sản xuất ở cái album này rất nhiều nơi ở mọi miền Tổ quốc và cũng mang rất nhiều những cái giá trị văn hóa của những cái vùng miền vào trong album. Văn hóa phi vật thể gồm có cô đôi tượng ngàn, có việc nhảy lửa cầu mưa. Lần này thì chúng tôi sẽ kể về những cái di sản văn hóa về thiên nhiên, con người và về cũng có cái văn hóa phi vật thể. Đây là cái mong muốn của Ngũ Cung để cho khán thính giả thấy được rằng Ngũ Cung bằng âm nhạc của mình kể những câu chuyện về di sản. Gần 20 năm gắn bó với âm nhạc, Ngũ Cung luôn mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả bởi những sáng tác kết hợp màu sắc văn hóa, dân gian, định vị một gu khác trong cộng đồng rock. Với giai điệu mạnh mẽ và phong cách đầy sức sống, các ca khúc album di sản của ban nhạc này không chỉ là những bản nhạc hay mà công chúng còn được tìm hiểu và tự hào về di sản văn hóa Việt Nam qua âm nhạc. Ban nhạc Ngũ Cung từ trước đến giờ vẫn luôn luôn được khán giả biết đến là một ban nhạc rất đầu tư về vấn đề chuyên môn âm nhạc cũng như là về kỹ thuật chơi. Đối với album này thì Việt Lâm rất là mong chờ những ca khúc mà nói về di sản văn hóa của Việt Nam, về tây vùng Tây Bắc cũng như là những cái lễ hội đặc sắc của Việt Nam. Thì đấy là một cái điều rất là khó thấy ở trong những tác phẩm âm nhạc hiện tại. Đặc biệt, toàn bộ số tiền thu được từ album di sản trên nền tảng số sẽ được ban nhạc Ngũ Cung ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền đến nay đã lên tới gần 1 tỷ đồng. Tin thế giới, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nước này đã giảm sản lượng dầu và xuất khẩu dầu thô phù hợp với cam kết của Baghdad trong thỏa thuận của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC cộng. Trong một tuyên bố, Bộ này xác nhận Iraq đã giảm sản lượng dầu và giảm xuất khẩu xuống còn 3,3 triệu thùng trên ngày, cùng với việc hạn chế tiêu thụ trong nước. Tuyên bố cho biết việc cắt giảm sẽ tiếp tục trong những tháng tới để đảm bảo sản lượng nằm trong hạn ngạch do OPEC cộng quy định và khắc phục việc vượt hạn ngạch trong những tháng trước. Tuyên bố nhấn mạnh việc cắt giảm sản lượng và xuất khẩu nhằm hỗ trợ sự cân bằng và ổn định trên thị trường dầu thô toàn cầu. Theo số liệu chính thức, khối lượng xuất khẩu dầu hàng ngày của Iraq vào đầu năm nay là khoảng 3,43 triệu thùng. Nền kinh tế Iraq phụ thuộc rất nhiều và xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng 90% nguồn thu của nước này. Ngày 2 tháng 11, chính phủ Thái Lan đã gửi thư cho Israel yêu cầu nước này ngăn việc đưa công dân Thái Lan đến các khu vực có nguy cơ cao. Thông điệp được Thái Lan đưa ra sau khi có tin về việc lao động của nước này vẫn bị đưa đến những nơi làm việc nguy hiểm theo hợp đồng chỉ vài giờ, dù đã có 4 công nhân thiệt mạng tại biên giới Liban, Israel. Bên cạnh việc yêu cầu chính quyền Israel giúp ngăn chặn hoạt động di chuyển lao động trên, Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Đại sứ quán nước này tại Tel Aviv tìm cách hạn chế số lượng lao động Thái Lan nhập cảnh vào Israel, đồng thời khuyến cáo các công dân ngừng đến Israel và các khu vực nguy hiểm khác ở Trung Đông trong thời điểm hiện tại. Những giọt nước mắt và những chiếc ôm thật chặt, đó là những gì gần 200 gia đình đã trao cho nhau trong những giờ phút đoàn tụ ngắn ngủi tại khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ. Năm nay là lần thứ 11 chương trình được tổ chức và đã có gần 200 gia đình di cư người Mexico tới tập trung ở đường biên giới tự nhiên giữa Mỹ và Mexico để có cơ hội gặp lại người thân xa cách nhiều năm. Diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khi vấn đề nhập cư và an ninh biên giới là một trong các mối quan tâm hàng đầu của các ứng cử viên và cử tri, nhiều người bày tỏ hy vọng dù kết quả bầu cử thế nào cũng sẽ không mang lại khó khăn hơn nữa cho cuộc sống của những người nhập cư.
Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu Brazil cho biết, từ đầu năm tới nay, diện tích rừng nhiệt đới bị chặt phá tại nước này đã giảm 30%. Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng Sinh học COP16 diễn ra ở Colombia, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu Brazil nhấn mạnh, Brazil đã đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn nhằm giảm tình trạng chặt phá rừng, đa phần tại khu vực rừng nhiệt đới Amazon, lá phổi của thế giới. Trong năm 2023, nạn phá rừng tại nước này đã giảm tới 50%, và tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 sẽ diễn ra tới đây, Brazil sẽ tận dụng vai trò chủ tịch để kêu gọi các quốc gia chung tay hành động bảo vệ sự cân bằng tự nhiên của hành tinh. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa chạy thử tàu đệm từ treo ngược đầu tiên trên thế giới. Điểm nổi bật của loại tàu này là sử dụng nguyên lý lực đẩy giữa các vật liệu từ trường vĩnh cửu và đường ray. Tàu có thể chở 88 hành khách và chạy với tốc độ tối đa 80 km/h. Một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng khám phá con tàu độc đáo này. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.